con đi chợ mẹ mẹ về nóng quá con đi quá nhỉ. Hai cho con ăn thăm mâm mày gì ngon chưa đấy ngon hôm nay cơ mà gì đây ngon lắm đấy này anh Mạnh ăn đi à, ăn ăn nhá ăn ăn củ khoai không rồi mẹ đi chăn chó nhá nha à, em bé nằm đây nhá em bé nằm đây nhá mẹ chăn chó xong mẹ mới cho ăn nhá. À, con nằm đây nhé. Nằm đây nè. Anh mẹ ăn khoai đi, để mẹ đi chăn chó nhá. Ăn đi, ăn khoai đi con. Ăn khoai nhá, mẹ để chăn chó nhá. Rồi, để tí cho cho em.
củ khoai xong rồi còn đi với mẹ đi làm đi. Nhỉ. Cái này nó khẩn trương. Nó khẩn trương nào nhỉ? Khẩn trương nào? Ăn cái túng đấy. Nào để mẹ bé qua nha. Ui. Cẩn thận rơi dép nhá. Ngồi một tí mới ấy nhá, đi ra đây một tí mẹ hái quả vừa đủ mẹ bỏ cho ăn nhá. Con đứng đây nhá, mẹ xem có quả nào chín thì hái cho con ăn một quả nhá. Đấy, đây này nhiều quả chín đấy. Ừ, hái quả này nhá, hái quả này đã bỏ cho con ăn nhá. Ăn xong một tí mới trả tiền nhà bác ấy nhá. Ôi, đu đủ ngon thế. Chín quá, ngọt thế nhỉ. Ngọt quá nhỉ. Đây, con ngồi con ăn nhá. Ngọt thế nhỉ. Ơi, mẹ thử ra nào. Ngọt lắm. Ở đây nhá, để mẹ đi hái nhá, không người chưa nắng đây nhá.
đưa đủ với mẹ nha. Anh Mạnh nha. Đây, hai quả đu đủ đây. Nào, đi ra đây. Hai quả đu đủ nha. Đây, hai quả đu đủ đây. Con ngồi đấy không? Ngồi con đi theo mẹ nào. Con đứng ở đây thôi. Tí nữa là đủ. Đây hái không một tí mới đi thu nhá. À đi đi nhá, cứ đứng ở đây thôi, con đứng đây để hái quả đu đủ nhá. À, con cầm cho mẹ một quả. À con cầm hộ cho mẹ một quả nha. Rồi mình đi về đây, đi về đây để vào thôi. Chị cầm cái túi này lên ạ. Đi về đâu không nắng con ơi. Đi về đi con. Nhanh nhanh không nắng. Nhanh không còn đi chợ nhá.
Thank you.
Mẹ cho ta cho.
em bé kìa. Đây, con uống đây. Bé này, bé lật à? Ơi chú ơi, bé giỏi thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ? Nào, ui ơi, em bé biết đặt ở đây nhỉ? Nóng quá, nóng không quá? Con uống nước à? Con còn uống nước không? Mẹ rót thằng người trẻ hết nhé. Có rơi túi nào ấy. Đây mẹ đem nắp đây, mẹ em nắp vào. Nóng không? Khát nước quá phải không? Con đi chợ với mẹ về nóng quá, khát nước quá nhỉ. Đói quá rồi. Ừ, xem chưa, hết chưa? Hai mẹ con chén nhá. Ừ. Nào, mẹ chừa muối cho nè. Đây, anh Mạnh ngồi đây chơi với em nào. Lát cái này cho em nào. Đây, con ngồi đây không? Con quạt mát cho em nhá. Để mẹ, mẹ đúng rồi. Để chơi mấy em bé nhá, quạt mát cho em bé, em bé tới rau nhá. Xem khu đất đoàn nào để nhà dù thay vỡ đỏ được nhỉ, cho mấy anh em làm luôn. Thì cái nhà nó cũng hai mươi con, 30 con ở cái nhà này à? Vâng, cái muốn đổi chuyển sang cái nhà nhưng mà chưa có điều kiện ấy. Mấy anh em phá chỗ lại đi, cái nhà này cũ đi, làm cho tại không được phá được.
làm bếp thì không ở được đâu. Ba đi cho là dừng lại luôn. Tập hết rồi. Thế này là làm ở đâu? Muốn quy hoạch ra ra ngoài khu này cho nó rộng rãi một tí, cái chỗ này thì đóng khu chặt muốn làm nó rộng rãi, nhưng mà chỉ cũng chưa có điều kiện để ấy, thì chỉ làm sau cái kia rột rồi à, chỗ kia rột mấy hôm mưa chỉ còn phải đấy, trong này. Đấy mưa chỉ còn phải đẩy nước, mưa ướt hết cả trong chiếu, cả đêm mấy mẹ con còn không ngủ được ấy. Này mưa nó chả hát hết vào. Có hát mà, có hát hôm đấy mưa còn ướt hết cả chăn chiếu. Mấy mẹ con quả đêm còn phải bế nhau chống nước ấy. Không cả chết. Các anh bên cán bộ hỗ trợ cho mẹ con chỉ vì tốt quá. Làm lại nhà đi, cái nhà này lắng họ được. Đấy, bọn em hỗ trợ làm lại. Làm cái khu ra cái khu này cho nó rộng rãi ấy. Cái này gì? Ở đây phải không? Hết đây phải không? Rung quanh đây phải không? 500 mét vuông đúng ở đây đúng không? Đi, anh em tập trung vào đây, cái này, lên đi kia. Nhất là chúng có lên đây cho nó gọn, gọn chỉ nhé. Không, không nhờ, em ơi. Nó cuột đấy. Oh.
nhớ có quả đu đủ sáng nay chị đi bán ăn. Đấy. Quả đu đủ này ngọt lắm sáng nay chị. Quả ngon lắm. Chị đi chợ bán mà quả em vào. Cho quả này. Chú ăn đi. Ăn à, chị bỏ cả quả đu đủ này ăn ngọt lắm. Ui, đu đủ này mua ở đâu mà ngon này nhỉ? Sáng chị đi chợ mua ở vườn. Tôi tưởng cái giống này nó không có hạt mà có hạt à? Có chứ. Quên lấy cho kia miếng đu đủ và miếng xoài. Đây. Này con ơi. Các chú ăn. Này. Ăn miếng đu đủ này ngọt lắm. Này con xin. Không phải chợ thường. Đấy. Xoài ngon lắm con ơi. Này. Này. Đấy. Con ăn đi chú cho ạ. Nhanh, ngọt lắm, con ăn đi. À thầy ngại à. Thầy ngại. Rồi các chú cứ ăn đi cháu. Vâng, chị ăn đi chị. Thầy ở phố thầy gặp người dân thường ngại. Cái nhà này chắc phải xây mấy ngày mới xong ấy nhỉ? Vâng. Công trình của chị chắc này phải làm mấy ngày mới xong ấy nhỉ? Dạ vâng. Bữa em thì các chú hỗ trợ giúp chị nhá. Vâng. Chứ mẹ con chị cũng chẳng. Em hỗ trợ chị xong thì cho nó xong đi anh nhá. Chú ăn đi, ăn ăn đu đủ. Vâng, ăn xài. Vâng, chị ăn đi. Vâng. Cú đu ăn à? Con ăn không? Hả? Ra đây để cho con miếng. Để cho miếng. Đấy, ui ui giỏi thế. Các chú ăn hết đi không để nó phí đi đi. Ăn đi chị bổ ra ngọt lắm. Các chú ăn. Cương ăn cả. Đừng ngại gì nhá. Đây đây, chờ chứ. Thôi để mai. Ăn bảo đủ đi. Các chú hộ chị vất vả, chị cũng chẳng có gì. Mua mấy quả hoa quả cho các chú giải lao ăn thôi nhá. Con đừng ngậm tay ở mồm nhá, phải nặng nhá. Đang nhặt được đấy phải không? Vâng. Ngoan nhỉ. Thôi à, nuôi nó cũng được. Bà mấy chị ngoan lắm. Ở nó nuôi nó xong rồi rồi nữa. Biết chồng em rồi đấy. Con thôi học hỏi nhá. Nhá.